Có nhiều bạn bảo là các phòng của SVM như nào, thì hôm nay mình quay review cho các bạn xem. Trung đi đâu ấy? Mua ít đồ cho mọi người. Thế á, đồ á, kinh phết nhỉ. Hôm nay giàu ấy, mua gì đấy? Mua ít bim cả. Bim bim à? Thôi mà lấy ra cho mọi người ăn. Cái gì đây? Trời ơi, cái này kẹo thối đấy. Kẹo thối là như nào? Nha nhá. Kiểu như là trò chơi ấy. Đấy là hên hên thì bốc được cái ăn được. Còn nếu là đen thì bốc được cái không ăn được. Đấy, mùi kinh lắm. Đấy á, cái này mùi kinh ấy. Kẹo này thối á? Vâng. Thế sao làm kẹo ngọt lại là kẹo thối nhỉ? Thì để treo, để chôn chúng nó. Thế à? Đấy. Hay phết nhỉ. Ăn thử được không? Ăn được anh. Ăn à? Nhưng thối lắm à? Thối á? Mày ăn chưa? Em ăn thử rồi. Là thối à? Chắc là mua thối, mua cho mọi người làm gì? Trốn. À thế ạ? Hay là để anh gọi mấy đứa con gái này chơi nhỉ? Đợi tí. Đâu, như điều chung mang đến ấy, không hiểu sao mang đến xong rồi về, chẳng ăn gì cả. Ăn không? Không ăn đâu. Nó mang cái này này. Biết gì không? Ốc nhìn được trứng chim á. Trứng chim để bỏ trong túi. Giỡn người. Tết cái con mứt hay có cái này à? Mày chẳng thấy bao giờ à? Ơ nhìn hay à? Thật đấy, đây là kẹo. Kẹo gì? Kẹo thối. Eo, thế ốc là Mỹ, ốc là mua về à Mỹ? Thì kẹo này nó có, thấy người ta bảo là có loại ngọt, có loại ngon, có loại thối. Bây giờ đứa nào mà ăn phải kẹo thối thì bị xui. Thế không? Ăn nó sợ làm ăn chơi không? Bây giờ bốc này, kiểu người ta chơi cho vui ấy, bốc này. Đứa nào mà ăn được cái kẹo ngon thì ăn ngon, không ăn kẹo thối là gọi Trinh lên rồi đấy. Ơ, cả Trinh á? Thằng đấy, con đấy rồi đấy. Nhưng mà tí nữa ra, ba cháu đi chơi, đứa nào mà ăn được kẹo thối thì chịu thôi. Nhưng mà sợ ai đeo. Mày qua đâu, qua đi, ra ngoài. Con đâu? Con này đâu đấy nhỉ? Nhưng mà Trinh chơi thì chơi. Ơ, Trinh nào? Mọi người, có biết này gì không? Đây hả? Thối mà. Thế á, biết gì không? Mày ăn rồi à? Không ai được biết. Mày có ăn thử không? Thôi em đây nó thích ăn toàn kẹo thối. Thối em cũng đen. Thôi không chơi nữa, không ăn nữa. Bao đâu, muốn ăn thử không? Chắc không cho anh chơi về ly, anh bị đen đi. Anh chắc bao giờ cả. Ăn đi chơi đi. Chơi à? Chơi à? Ăn thử không? Khi chơi, dạo chơi. Bây giờ chúng ta bốc một người bốc một phát. Xem cái vị nó như nào nha. Thôi bỏ này ra, ăn kẹo thối rồi này. Còn lấy kéo đây. Kéo á? Cái này chúng nó mang sang, chắc là thích đứa nào bên này nó sang, mang sang nó lại về rồi. Nhưng cái kéo nó cắt không cụp á. Kéo này kéo cắt vải nó không cắt. Nóng quá. Đây là ra phải có gì, lần đầu tiên thấy đấy. Lần đầu tiên chúng thấy đấy. Tự nhiên bốc ăn à? Hay nhỉ? Thì bây giờ một đứa bốc một lượt, cứ nhắm mắt lại bốc này, đứa nào ăn vào kẹo thối này. Sao phải nhắm mắt? Nhắm mắt là biết, cứ nhắm mắt là ai? Đây nha, xem có biết không có gì không? Ôi thì vợ, phải trả gì với mình? Thối không? Chẳng có gì. Chẳng có gì đâu. Em ơi, mùi nước thực gì đấy. Cái này đâu. Thôi nhập là không sao, không sao. Chết rồi đấy. Chán bả. Không sao, ăn được. Bạn ơi. Còn đâu? Chết hậu đậu đây. Em ơi, nhưng mà nó kiểu gì? Bỏ đây. Ăn trước nhá. Bỏ ăn trước. Mùi kẹo dẻo có gì đâu. Chẳng có mùi. Thế không có mùi gì. Nhưng mà sao cứ như nhau mà sao có mùi thối đâu. Nha, bây giờ thử ra đây là bóng trước nha. Còn được gì? Cho chị bốc trước. Rồi nha. Ăn thứ hai. Nha. Ăn thử thế nào cái ngon mà. Đâu ăn một cái ngon đấy, anh thấy bảo là ngon phết đấy. Nha, bốc đầu tiên à? Cái của cháu là may mắn là màu vàng. Ai chịu ăn luôn đi. Thối đi. Kinh không? Ngon lắm. Đây là cái ngon. Em ngửi như mùi dưa bở ấy. Con dưa bở đúng không? Dưa bở cái này kinh ấy. Cái này đúng không? Vị gì? Vị gì? Không, chị chính trước không sao. Nào. Em sợ lắm, nhiều số cháu hay đen lắm. Cái này vị gì nhỉ? Em ngửi thấy nó. Ở đây. Ôi, ai cũng muốn thế hả? Ra rồi. Đừng đẩy đi, cái gì? Hay là mất cơ quan vị giác rồi, mất thay được cái vị giác rồi. Thế còn là sao? Ăn kẹo ăn ngon thì cứ như là kiểu cực hình ấy. Có màu trắng, chết rồi. Trắng thì sao? Thì mọi người có màu thì ngon. Ăn thử đi. Ngon đấy. Ăn đi, cho cả vào mồm, nhai đi. Không nuốt nhá, nhai. Ngon, cái này có ai bán kẹo không? Cái này kẹo ngon à, không biết là chúng nó mua được kẹo ngon à? Ngon, cái này kẹo gì nhỉ? Ăn được kẹo à? Chít, cái kẹo dần dẻo ấy. Thổi thôi. Hay là thổi mình không biết. Nhỉ? Tao thấy cũng bình thường mà ngon mà. Ngon đấy. Hay là anh không mua nhiều kẹo ấy. Đấy. Thơm cơ quan bị rát rồi. Cái ngọt đấy, cái của cháu ngọt lắm. Có cái này, có mấy bầu đây này. Nè, ăn đi. Nè, ra trường chưa? Cái giống của chị, chết rồi. 3 cái rồi đấy. Thật đó. Cái thứ 3. Chứ tôi có 2 cái ngon rồi sao? Cái thứ 3 mình biết à? Ừ, không, có thối được kìa. Ơ. Không được, nuốt. Ngay, nuốt. Nuốt gì? Ngon mà. Thế á? Ừ. Thế anh bớt rằng là kẹo ngon vậy. Nhưng mà ngon mà nhỉ? Ngon thì ngon. Anh chú ấy mà cháu. Ăn ngon hay anh ăn mấy cái anh ngon đấy. Anh ăn chưa nhỉ? Chưa, bây giờ đến lượt anh này. À, lúc ấy vừa kêu mà không? Ừ. Ơ mồi, ông mồi chẳng có pha xanh gì đấy mà. Chế chú, mối đi. Ngon hay sao ấy? Ngon rồi. Ăn như thế này là ngon rồi. Không. Hay mình mất thần kinh vị giác à? Vị gì? Ngọt. Ừ, ngọt. Mà ăn được. Ăn được. Mình thích. À, muốn à? Lại. Ơ, cái giống của em. Của em riêng à? Thế này anh với mày kiểu như ăn. Em mới biết sao? Tức là dây thần kinh vị giác của em vẫn cứ hoạt động. Chảy nước mắt. Ăn à? Ăn à? Em à? Nãy vẫn chưa bị dính. Ăn đứt dây thần kinh rồi. Chết rồi. Ăn đi, ăn nha. Chú sao chú chảy hết cả nước mắt ra ấy? Cười. Vui quá. Ngon. Ngon. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn à. Ăn đi. Mùi gì? Mùi gì? Vị gì? Không biết. Kinh quá. Thôi không? Nào, được chưa? Hai bạn ăn được luôn rồi. Anh ăn đi. Ăn sao? Mày ăn anh hả? Phải ăn hết đi chứ. Không biết rồi mà chắc là uống nước được không? Hết chưa? Này. Hết chưa? Ăn nuốt đi. Trời. Ok, này. Bây giờ pha này bị này. Để cái nước mắt thôi. No. Đợi mãi không hồi đấy bị. Sao của Trấn Đức không bị à? Xanh này. Đừng nói là may mắn tiếp. Chua bị chanh. Ngon hết. Sao mày cái mảnh hả? Ê á, những người tốt đấy. Sao đầu cho nó đen? Người tốt đấy. Đúng rồi, xanh. Như thế là xanh rồi đấy. Ngon à? Đây. Ăn nữa. Lại trắng. Ừ. Đấy thua rồi, 2 phát rồi nha, đấy 1 phát rồi nha. Nhưng mà thua rồi mua trà sữa cho cả hai đấy. Ngon. Ừ, ngon rồi. Tiếp rồi đến lượt mình à. Ơ cái này dùng cái gì đấy? Đây là ma, đây là con ma. Đây là con ma. Nhưng mà vẫn được luôn. Vẫn được rồi. Thế là 3 lần rồi đúng không? Vừa vào phòng ra sao? Cái này thật đấy cũng giống kiểu đã trẻ con hay cái gì ạ? Kinh quá. Làm đi, đưa đi. Có vẻ như nó xấu nhau như thế. Người anh rồi. À! Giống như kiểu cái gì mà con nhọng trong đó kiểu cái mùi thuốc ấy, mùi... Nhọng chết đâu? Không, mùi thuốc, cái nhọng thuốc ấy, cái gì nhỉ? Cái gì mà có... Bố chị ho đấy chứ. Ừ, giờ là anh đi. Kinh kinh, anh ăn đi. Ơ, bố! Ăn kẹo không? Vào đây! Kẹo thối, mua thử không? Đừng chơi đi em đó! Đây, đừng vàng. Ăn đi kẹo thối mà, ăn bao giờ chưa? Chưa đấy. Mà ăn đen kiểu gì cũng thối. Ngon rồi, ngon! Cái đây của anh! Ừ, đây! Sao đây bây giờ có đây cho anh nha, đến lượt anh nha! Ui, đây! Đâu còn ạ! Thường chẳng nguy hiểm lắm. Tối hay là... Ừ. Không nhưng mà... Mùi đấy nhưng mà không ăn được. Không gì cả. Hay là anh ăn phải cậu thối nhưng mà không cậu thối. Ngon mà. Ừ, ăn được. Ăn được. Ôi chứ. Lại màu này nhé. Cái này nhiều màu này nhỉ? Chắc không phải gì. Cái gì? Cậu thối không? Anh chưa mới gặp cậu thối như thế nào nhé? Lộ rồi. Ăn được cái gì? Đào rồi, sắp hết rồi này, ăn đi này. Ừ. Đâu? Đây. Phải đi cấm thị thì chưa ăn nhỉ? Cái đây chưa ai có đúng không? Ừ. Một hạt đậu. Lại nhìn cái đậu đen luôn đấy. Ngon. Ui. Ăn được. Thì ăn thì phải ăn hết, sao lại vừa ăn vẫn được thế? Thì như những phải có mùa tối là ghê thế nào? Kinh quá. Kinh như thế ăn được gì? Ăn được. Ôi, ghê lắm ấy. Người nhất cho tất cả các thứ thử luôn. Kinh. Sáng à? Màu nâu, kinh lắm. À màu kinh. Ăn đi. Hổ trắng. Kẹo này là thơm. Ngon rồi, ngon. Ngon, cái này ngon. Sữa, có vị sữa. Sữa. Ở nhà mắt chúng tôi đang ăn quả. Sao lại ăn thứ không có mùi gì ghê nhỉ? Thực ra thì... Ngon. Nó có mùi cống nhưng mà ăn khi mùi nhẹ. Thế là kẹo thối thế là gì? Mất cảm giác rồi. Thế luôn cái kia chưa có cái gì kinh như thế luôn đấy. Cắn vào cái gì ghê rồi. Ừ, chưa nhỉ. Tôi chưa ăn ngon mà. Màu đen. Màu khác màu này. Không nhưng mà màu đen. Đó là màu đen sao? Đâu, màu nâu. Không, cái đấy là kiểu màu hạt đậu ấy. Kinh đánh rút rồi nữa. Nghe ai sao này? Ngon. Ngon. Vị cà phê. Ừ đấy. Mình đã không chọn cái màu nữa. Màu trắng nữa. Màu trắng, này thì màu trắng. Ngon rồi. Cứ lấy màu trắng. Chưa chắc đâu. Ăn được. Cái vừa màu này đấy không? phê đúng không? Nó pha cái mùi gì đấy. Ơ của em là vị cà phê mà. Ngứa. Ôi à, còn thế này bây giờ chúng ta chơi cái kiểu là ba viên một lúc đi. Không có đấy, thật vậy vì nó cục cọc rồi. Bạn cảm nhận thế nào? Đen, nói chung là đen, đã là đen từ đầu rồi mà. Đen đấy. Anh vô cùng đen mà mặc áo đen là đen. Ơ, à đây, các bạn. Ok, rồi dừng lại đã, dừng một tí đã. Bây giờ làm như nào để cho... Vừa chạm hết, không nắm nghe đó. Dạ. Bay chưa? Rồi. Mình chạy. 3, 1, dạ. Còn nhớ nhỉ? Cả cái lượt anh à? Đúng rồi. Ui, cái này là... Con này chưa có đúng không? Từ nãy giờ chưa có đúng không? Kinh nghiệm xem. Rồi lại ngon rồi, số may. Anh cứ bị cái loại vị gì đó cho chua ấy. Bị chanh ấy. Chạm bùi nó cháy lắm, bị nát hay rồi. À, vâng. Vâng. Chạm chanh. Chanh mà. Ớt đến sao? Ôi nào, ôi cái... Đó lại. Không, chanh nghe. Nhắm mắt. Chạm đây nó từ một bên rồi đấy, hồi đấy. Thế không ạ? Thế nó giống mà bị khác hả? Bố mất ra đừng đòi đấy. Cháu lấy rất rồi. Lên. Thằng cam này có ai có gì nhỉ? Có rồi. Chết. Cắn hàm vào. Cắn một. Lúc này nó cắn nửa cái nó ngon quá. Kinh quá. Đẹp đấy rồi. Ui, nó mới sô-cô-la rồi ạ. Đấy. Cái ngon. Cái này thật. Để em chọn đen đúng không? Em là người chọn đen đúng không? Có thể là do em đen thật. Có thể là do em nhạy cảm. Không phải như này nhỉ? Ông này ông thẳng vờ ấy thì cứ chết mà chạy như là... Ôi một chút tối nữa. Mày quá. Không. Bạn pin đi, bạn pin đi. Tại này ăn hai lát trứng tối à? Sợ nhất trứng tối. Ủa. Thử đi. Không, thử. Được, cho cạch. Đây. Bán cay lắm. Thối lắm. Thế thôi, càng cái cuối nó càng thối nhiều ra. Đầu ăn hết, nó càng hết nào. Nó kêu. Thế đâu có thử. Mình nhớ cái này mình gặp ở trong cái truyền thức rồi. Cái câu chuyện này. Nhưng mà cái hạt gạo đấy thực ra nó không diễn tả được đâu mà nó sống thật đấy. Lúc đầu ăn hết rồi cái ngon rồi đâu giờ phải thử hết. Chú cho hết mà mày vào ăn một lúc xem nào. Xem nó không mất vị đâu ạ. Xem ý là chú bị mất vị ra đúng không? Chú thử rồi một khác nhau thì giống nhau hết. Em cũng thử cái em vừa thử không? Em biết đâu rồi. Ngon à? Ngon à? Nó ở cái bụi cấm, nó ở cái vị đâu? Sô la nhưng mà mùi đất này. Mùi đất. Mùi đen lắm. Tại sao đen thế gì? Tại sao trắng này thằng ơi đây. Ngon. Cháu tự để mọi người có nghe là chú Đức bảo mất vị giác đúng không? Thì bây giờ thử đi. Xem có biết vị giác là như thế nào không? Có bị ngon không? Ngon rồi. Khi rồi ngon rồi thì chắc là vẫn chưa biết vị giác vẫn không. Cái này bánh ấy này. Nấu kẹo dẻo thu. Kẹo để thu vậy chẳng ngon gì. Ăn thử đi. Anh ấy mất vị giác của em sao ấy? Thật đúng rồi. Mất vị giác của chú Đức đen ở đây à? Hứa, bá đảo đúng sao à? Bá đảo đi. Cái thế luôn, cái nâu vừa nãy nó bị ghê sợ cơ, vừa với cắn lòng thắt. Ôi, sô-cô-la. Cây ở đâu ra thì có cây, ở đây chỉ có một là trứng thôi. Đều trứng nước ở đây. Đúng không? Khó nuốt lắm, kiểu trứng nước thôi. Ngon hả? Chưa nhá rồi đó. Đậu nhá này. Các bạn cho hết đấy đã. Cho hết mini lại không khí á. Anh mình đâu thử không? Cho ốc thử xem. Gì nè, thử tay. Sữa. Có thể cho chú may đi nhở? Chứ dùng tay của cháu ấy đẩy tay. À, ra sô-cô-la. Đi ăn cái cuối rồi. Đi. Chú mới bắt người ta cho cứu lại cho chú có gì ăn đấy, cầm này ăn đi. Này, cắm cuối nó căng nguy hiểm này. Anh Đức anh ăn hết cái ngọt rồi. Anh tất cả cái này là tối đấy. thấy rồi, trời, chú Đức cũng may ấy, cái màu giống màu trời lắm này. Đấy nữa, chú Đức sống may ấy, hai đứa chúng bắt cắt thật rồi, cháu với chú Đức bằng cách là ăn hết cái chỗ này. Ăn. Cái cuối mà. Này cuối này, cứu lên. Tôi muốn ăn cái này rồi. Lên. Ơ sao thế? Ngon ngọt, này ngon. Cái này cũng ngon. Đi, một thề luôn cái này. Thề luôn, thề. Á, cái này ủa. Ủa. Trời đen vãi chó. Nó bảo là cái cùng gì? Cái của cái cuối thôi là chú đi bắt bị nát mà. Bắt bị nát như cái cuối này. Cưng. Rồi. Dạ, thành niên chạy bao lần. Bị ép ăn. Ngon mà. Chết rồi thôi. Cái sợi chỉ đất chúng mày là sao nhỉ? Mấy mất thì bắt thì là sẽ ăn. Không phải là nó bị nó chua đây. Cái vị nó yên cái màu vãi chớ. Ôi, chua rồi đó. Này bị chanh mà. Bị chanh là đấy chua chua là sợ kìa. Trời ơi, chú bắt bị rồi sao lại ăn thử cái này sao không? Cuối gì đấy? Tay cuối là quên rồi. Thôi. Anh Trung ăn thử cái này đi. Ủa. Bây giờ một bãi chớ rồi. Đây dạ. Anh không ăn nữa. Đây anh. Có điện thoại của anh đâu không? Đây anh chắc là tự người không biết. Không cười à? Ngon à? Động vào 3 tháng rồi. Để đi cho tẩy vị này. Cái này mình nấu nhỉ? Ngon à? Cái đen. Ngon mà, để thấy ngon mà. À, cái xanh là cây là ai bị ăn có mùi dừa kinh vậy? Anh thử ăn thành cái củ. Thử đi. Hãy thử tận hưởng cảm giác. Anh đúng rồi, đúng cái màu ấy này. Một chỗ. Đó, vào. Ở đây cái này cơ, cái này cơ. Thử hai viên rồi nữa. Đâu? Đấy này, các bạn thử viên một này, cái viên này. Cắm một chỗ này. Chia sẻ. Các bạn thử viên một rồi, nếu mà hai viên là tối thì tối hai khác. Thế rồi chú Trinh ăn không? Chia sẻ. Nó còn. Hai cái nữa, hai viên cuối cùng, hai viên một nữa. Cái nào? Tôi chọn một cái trắng không chọn màu nó vẫn. Thử đi. Hết rồi. À, sau đây là so tài nữa. Lúc trước đi. Chết rồi, tôi sóc như thế này con. Thử đi một viên cho Trinh. Trinh ăn đi. Thử đi có biết không? Ấy. Còn viên vậy ạ? Nói á. Ấy. Trái vượt viên đi. Mình quay gì hóa viên. Ấy nữa. Đúng là YouTube Việt Nam này, phát triển đứng đầu thế giới này. YouTube Việt Nam. Đâu mày? Cameraman.